Chào các bạn, hey, mình là Huy đây. Trong lúc đang uống trà sữa thì mình thấy thằng Hachin đang làm gì đó, đây tay đang cầm cái rương thì phải. Âu, mình có một ý tưởng này, hôm nay mình sẽ làm cái rương sẽ dẫn đến hầm bí mật siêu xịn của tôi. Ai mà vào được trong cái rương này sẽ có rất là nhiều điều thú vị xảy ra đó. Còn chuyện gì xảy ra nữa thì anh em hãy xem hết video này nha. Và nếu anh em nào chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký đi, và sau đó nhấn thêm vào cái chuông nữa để nhận được thông báo mới nhất từ video của tôi đó nha. Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sữa ngon quá các bạn ơi, lâu rồi mới được uống trà sữa như thế này lại á. Trời, chứ bữa giờ hả tôi toàn ở nhà không à. Và ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi, thì tôi chính là Way. Cho nên Way nắp này, trước khi video này bắt đầu các bạn đừng quên là cho tôi một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên qua channel của tất cả mọi người, chuẩn bị đủ sẽ tối đăng ký cho tất cả mọi người đó nha. Ok, và chúc mừng các bạn đã xem video của tôi, chưa có đăng ký của tôi thì đừng quên nhớ nhấn nút đăng ký đi á nha. 90% đừng á. Thôi, uống no rồi đi về anh em, mà lâu lắm rồi mới được một cái. À đù. Ủa, nghe chị, anh biết là anh gì vậy? Cầm cái rượu. Có gì đó mờ ám, để tôi xem coi. Hôm nay hai chị nó mang hai cái đường về là để nó làm cái gì? Mình chạy vô coi. Thám tính tình hình á, ông hai chị đâu mất tiêu rồi. À đù. Xuống dưới hả? Mở cửa ra, đóng cửa vô. Mở ra. Ôi, cái gì rương nhiều vậy? Để xuống hỏi nó coi. Ê, bạn rương này làm gì vậy? Dâu, ủa, không ở đâu ai vậy? Đi vô nhà tôi vậy? Tích tì dâu, ủa mày đang làm mấy cái rương này làm cái gì vậy? Ê, chứa đồ, ông cái gì đó chứa đồ nè. Chứa đồ mà lấy luôn nguyên cái phòng này làm cái rương. Á đồ thằng lạ thiệt á. Thôi, thôi kệ đi, cho nó chứa gì chứa, trong chổng chứa gì chứa lắm vậy. Thôi, về anh em. Ê! Oh, tôi mới vừa nghĩ ra một ý tưởng. Cảm ơn thằng Hachi anh em à. Tôi vừa mới nghĩ ra ý tưởng. Nếu như mình làm một cái căn hầm bằng cái rương thì sao? Đó, anh em hiểu ý tôi không? Cái hầm nó ở trong cái rương anh em à. Đó. Nhưng mà mục đích không phải là tôi làm cái hầm đó để tôi sống ở dưới đó anh em. Mục đích tôi làm cái rương đó là để tôi cho tụi nó anh em à. Cho mấy cái tụi gọi là trong làng sinh tố này nó bớt tấy mấy tò mò đi anh em. Đó. Được chưa, từ từ bây giờ để tôi đi xuống, tôi bắt đầu thí nghiệm cho anh em xem. Thôi cho anh em hiểu luôn nha. Ôi da. Ôi da, ok, đã lên rồi rồi. Bây giờ hả, tôi cần cái này anh em à. Ôi, đây chính là cái bàn đạp anh em. Xong rồi tôi sẽ để đây, đi vô cái. À, tôi đã biến thành chế độ sáng tạo anh em à. Ôi, bay lên nè, bay lên bay xuống. Ồ, ghê chưa. Bây giờ để tôi chỉnh lại cái. Chế tạo khí rương chứa được căn hầm. Enter cái, rồi, cất căn nè. Ồ, bắt đầu búng khói anh em. À, anh em xem nè, rồi, ok, máy đã xong rồi, xong. Bây giờ tôi mở cái đường này nè. Ấy, đây chính là căn hầm rương anh em à. Được rồi, tôi bay lên cái chế độ sáng tạo. Tôi cần như vậy thôi, là đơn giản vậy thôi anh em. Được rồi, bây giờ để tôi đi vô đây nè. Mình nên nghĩ đặt chỗ nào ta? Ôi, cho vô phòng vệ sinh, quyết định rồi. Chỗ này nè. Được chưa. Được rồi, bây giờ tôi mở cho anh em xem. Cái đường này hơi khó mở chứ, nên mong anh em thông cảm nha. Ấy, đó, mở được rồi. Đây anh em, đây chính là cái rương mà mình có thể đi xuống được anh em. Nhìn nó gọi là bình thường đúng không? Bây giờ để tôi chui xuống cái nè. Từ bây giờ để tôi bắt đầu dùng cái cây gậy này nè. Để mình xóa cho cái này về, trở về thành bình thường hết đi. Cho nó thành cục gỗ nè. Ờ, đó, rồi, ở đây cũng vậy. Ở thêm mấy cái đuốc rồi tối hụi vậy trời, ai thấy. Đây. À, sáng trưng luôn anh em. Nhưng mà cái vấn đề chính không phải là trang trí anh em mà. Vấn đề chính là nó không thể đi về được. Chỉ có mình đó mới có thể đi về được thôi á. Ok, bây giờ tôi bắt đầu á, tôi sẽ gọi là làm một cái con, gọi là cái con ma cà rồng hoặc là con người sói anh em à. Thôi quyết định rồi, làm hai con luôn anh em. Tôi sẽ thả hai con người sói và con ma cà rồng ở dưới cho nó đánh nhau với lại những cái thằng nào mà dám tham lam lấy kim cương của mình em. Này, được rồi, bây giờ á, để mình ghi lệnh nè. Chế tạo người sói và ma cà rồng. Enter. Có cần gạt. À, được rồi. Bây giờ tắt cần gạt nè. Bấm. Ai, đây chính là những cái con gọi là tôi bỏ sẽ bỏ vô anh em à. Đây. Ma cà rồng, người sói. A few moments later. Trời ơi, tôi nói quả bẫy này là gọi là xịn luôn anh em. Tôi nói à, quên. Đặt mấy con này ra xong cái đã. Từ để tôi đặt nốt mấy con còn lại cái đặt cho nó nhiều, cái đánh cho nó đã nè anh em. Rồi, ok, được rồi, đi lên. Tôi á
bây giờ nếu mà nó mở rương ra nó thấy đen thui này nó sợ nên là nó sẽ không có vô anh em à. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ làm một cái gọi là cái hình, sẽ để vô từ từ đợi tôi xíu để cái là cái tôi in một cái hình kim cương ra anh em, xong rồi dán vô đó. À rồi a đù in ra luôn nè, a đù đù tôi đã có cái bản này nè anh em. Nhìn nó hơi ngố ngố xíu rồi, nhìn nó bị hơi cao cao xíu, nhưng mà anh em xem, anh em khoan đã, để đặt ra cho anh em xem nè. Trời ơi tôi nói hả, nhìn đống kim cương này nó không chịu vô thì thôi luôn. Cái này vô cho nó bớt, gọi là bớt ai đây. Xong rồi, bây giờ chỉ còn kế hoạch cuối cùng nữa thôi. Cái đuốc ở đây cho nó sáng coi sao tự nhiên cái phòng vệ sinh tôi tối thui vậy. Ok sáng rồi đó. Đó bây giờ tụi nó sẽ mở cái đường nè. Bây giờ đóng cửa đúng không? Đi vô. Đó, nó sẽ mở ra đây, cái cường nó sẽ đi vô. Và nó sẽ nhận ra đây chính là một cái căn hầm ma cà rồng và người sói. Rồi, bây giờ tôi phải làm cái kim cương ra anh em. Tôi phải lấy một cục kim cương ra, cục kim cương đâu rồi? Đây, một vài cục kim cương anh em, ba cục thôi. Tôi sẽ làm một cái đường đi vô. Đấy, đây rồi. Tôi sẽ làm vậy nha, tôi sẽ quăng lẻ tẻ ngoài ra. Từ ngoài đây anh em, ai qua thấy thì đi vô. Đó, đây cái nè, mở cửa ra xong thấy cái rương. Đó, xong nó sẽ gọi là surprise luôn. Được rồi, bây giờ qua đây nè, vô làm sao đây mới đã nè. Không, nhảy lên nóc cơ. Nhảy lên nóc cho dễ. Ây da, ok. One eternity later. Mệt quá, chưa có ai tới nữa. Không biết có ai tới. Đó, bắt đầu thấy kim cương rồi anh em, bắt đầu thấy kim cương rồi. Ui, cái gì đây ta? Kim cương đó. Cái mùi này thơm nè, trời ơi, mùi này thơm nè. Thôi, đó. Dẫn vô nhà ông Huy. À, chắc ổng làm rớt mặt lụm. Tham lam. Lụm. Đúng rồi, vô đi, đúng rồi. Ủa, dẫn đây đâu ta? Không có cái gương. Bắt đầu. Ui, bây giờ mình mở cái cái rương này là cái căn hầm nên là nó hơi khó mở. À đù, vừa nói nó mở luôn kìa. À đù. Trời quá trời cái phương luôn. Cái gì cái gì? Trời ơi, sao rương này sao vậy? Ủa? Như ông còn chứa cái gì đó nữa. Ủa? Ê. Nè, chuẩn bị nè. Chui vô nè, chui vô. Để chui vô theo, nha anh em. Ôi giời ơi. Hello. Ủa, bạn ham kim cương mà, ham là phải nhận quả báo đó. Chết tiêu luôn. Đi ra thôi. Đó, được rồi, đóng cái đường này lại. Rồi, bắt đầu tôi rải kim cương. Đợi con mồi khác tới anh em. Rải ra. À, ok chưa. Nhưng mà khoan đã. Lần này Nga Chi, tôi nghĩ là đứa khác nó sẽ tới nên là tôi sẽ không gọi là để kim cương đâu, tôi sẽ để một cái thứ khác anh em ạ. Để kim cương vậy nó sẽ lộ lắm. Bây giờ để tôi dụ con Chinh kia anh em à. Con Chinh kia là nhà báo đúng không? Tôi sẽ làm một cái vụ án như kiểu đồ hoài. Trong đây nó đi vô nó phải làm như kiểu một cái đường máu nè anh em. Làm được một cái đường nha. Đó, một cái đường máu giả anh em. Đây cái là máu tương cà thôi nha. Đó, đây vô đó, nó sẽ vô đây. Nó tưởng đây là một cái vụ án mạng cháu rất là nguy trọng, có lẽ là ảnh hưởng đến quy. Nó sẽ đi vô. Mà khoan, chưa đủ chứng thực, tôi phải lấy thêm cái xương cái đã anh em, cái xương đâu rồi? Cái xương đây. À, tôi lấy tôi để ở đây anh em. Đây chính là cái xương bộ xương giả. Đấy, từ tôi để đây cái. Đó, xong rồi làm một cái đường dẫn máu tới đây nữa. Rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ núp vô anh em. Núp vô. Sẽ đi lên đây lại tiếp. Tôi sẽ đợi con Chinh kia nó tới nha. Cái mồi này nó dễ dính lắm. 2000 years later. Trời ơi, làm gì? Thôi là cầm cái bụng cầu đi heo. Trời ơi, cầm cái bụng cầu đi heo. Trời ơi, nó ị gần. Đừng nhìn. Không nên nhìn anh em mà. Thôi, dập cái bụng cầu ra lại. Đi tới cái chỗ mình anh em. Chỗ tôi có máu nè. Qua đi, thôi chơi mới được. Chỗ tôi có tương trà đây. Làm gì nhớt nhớt vậy trời? Trời ơi, gì đây? Liếm thử coi. Trời ơi, lại liếm nữa. Tương trà mà liếm cái gì vậy trời? Cá không,
Trời ơi, liếm tờ khác không. Nhưng mà theo như mình đó, đây giống máu như ta. Có khi nào máu không? Chết rồi. Thôi vô đi. Mình dẫn vô nhà ông Huy. Có khi nào ông Huy? Thôi, sao trước kia có xương vậy? Không được, không được à. Trước khi bước vô mình phải lên đồ. Mình chơi dân tổ phải lên đồ. Trời ơi, Huy ơi, sao người ông mập mà ra cái xương gớm nhơm vậy? Thôi, nhưng mà mình nghĩ đây không phải là Huy đâu. Làm sao mà Huy được? Thôi, tại vì còn vết 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 tương cà kìa. Đi vô. Ủa? Huy dẫn người toilet. Có khi nào ăn trộm nó dắt Huy vô toilet không? Trời ơi. Ủa? Anh tới đây hết rồi. Có cái đường kia không thấy hả? Cái đường. Cái đường. Cái đường. Nói chẳng nó nghe đó. Để chét, mình chét nguyên cái mình coi nguyên cái toilet coi. Ơi, à, nước sao không được. Chắc cái gì chắc nó chắc luôn. Ok. Dạ. Toilet. Thay được nha. Ừ. Đâu có cái đường. Đó, cái đường đâu mở được đâu. Khó mở. Đấy. Đó. Phải lần đường mới mở được. Cái đường phải lần mạnh lắm mới mở được. Cái đường bị khó. Ai vô cũng phải mở gì. Bị khó. À đù. Mở ra được rồi. Ghê. Trời ơi, cái đường chạy cứng ngắc à. Ôi trời. Đứa nào dốc kim cương trong đó lấy. Chỉ thôi thôi. Ủa nhưng mà. Ủa, thằng ăn trộm nổi vô nó cần cướp kim cương xong mà chả mẹ nó nhảy vô cái hùm này luôn. Cái gì? Vui nè, nhảy theo nó coi. Gì? Ôi đù, ui nó vô luôn rồi. Cái gì vậy? Ai? Trời ơi, tôi nói hả, trời ơi, cái bẫy tôi hả, khó biết lắm. Nhưng mà đây là cái bẫy mà anh em sao biết được. Nó chỉ biết đây là cái đường có kim cương thôi anh em. Nhưng mà vô bên trong nó đâu biết là cái gì đâu. Hết hồn liền. Đóng cái đường lại. Rồi, bây giờ còn một người cuối cùng đó chính là Abi đó. Người hay xin tiền tôi nên là tôi phải lấy cái đồng tiền ở trong chế độ sáng tạo luôn. Bóp, 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 bóp. Đó, Abi bị hút bởi đồng tiền lắm anh em. Nên là tôi đặt cái đồng tiền ở đây. Đó, cho bả đi vô, bả mở ra. Bả dính vô cái bẫy của tôi luôn. Rồi, bây giờ lên đây núp tiếp. Trời ơi. Abi kia. À đù, nhanh đi. Ôi. Cái gì mà tiền nó nằm ở đây thế nhỉ? Trời ơi, tất nhiên rồi, tiền nó lấy đi, lụm đi, đừng coi lụm đi. Chắc ông Huy này bóp mà bị rách là nhiều, thôi lụm vô. Á đù, đúng rồi, bóp rách lắm á, vô đi. Huy đang ở trong phòng vệ sinh đó. Ôi trời ơi, tiền trong nhà vệ sinh. Đúng rồi, tiền trong nhà vệ sinh đó, vô đi. Ôi da, tôi bóp. Không, cái đứa. Ôi, cái đứa. Bà ông Huy lại giấu tiền. Trời, chẳng lẽ giờ ông giấu tiền trong rương lộ liễu vậy trời. Coi. Tiền gì mà nhiều dữ vậy. Trời ơi ông Huy này. Rồi bỏ phát lật lên cái rương luôn chồng má ghê vậy. Trời ơi, nhiều tiền quá vậy. Trời ơi. Vô bảy đi. Ủa con, cái gì mà còn sâu nữa ta. Kim cương vô rồi. Bảy chọn của tôi siêu đỉnh. Anh em nào thấy hay thì đừng quên like cho tôi một cái nha. Còn bây giờ thì video của tôi với đây. Và tạm biệt anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp tới nha. Trời ơi, ta nói nó vui thôi. Tạm biệt. Thôi em đâu rồi, ra đây tôi cho anh biết nè. Dạ. Hello. À, sao tại sao không chơi cái trò gì khốn nạn vậy? Đúng rồi. Dạ, trò gì mà khốn nạn. Ủa, có trò gì đâu được khốn nạn. Trời, do mấy người ham lam. Mấy người gọi là tham lam ngu dốt. Nên là mấy người mới gọi là nhận kết quả. Thật kệ cái hát gì, tôi đang chỉnh sáng tạo mấy bạn ơi. Làm gì, chém tôi hả, chém hả. Ui da, không, nạn không. Ui da, đau quá, ui da, ui, ủa cái gì. Chạy vô. Hên quá. Cái gì, đau. Đau, 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 đ